Những bị cáo này chính là thành viên trong băng nhóm bảo kê chấn lột ngư dân buôn hải sản chip chip ở thành phố Đà Nẵng. Trong đó, Nguyễn Văn Quảng, 50 tuổi, là người cầm đầu băng nhóm. Chiều ngày 1 tháng 10 năm 2020, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Quảng 4 năm tù giam. 6 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm 3 tháng tù đến 3 năm 6 tháng tù giam cùng tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng, giữa năm 2018, Quảng cho đàn em đến đe dọa hành hung các thương lái ngư dân thu mua chip chip trên địa bàn quận Sơn Trà để ép những người này phải nộp tiền bảo kê 1.000 đồng một kg cho băng nhóm của Quảng. Một nạn nhân không đồng ý, không nộp tiền đã bị hành hung, không cho thu mua chip chip, những người khác hoảng sợ vì muốn yên ổn làm ăn nên đã phải nộp tiền định kỳ cho Quảng. Chỉ trong tháng 5 và tháng 6 năm 2018, Quảng và đồng bọn đã bảo kê chấn lột của nhiều người 180 triệu đồng. Các bị cáo đều có nhân thân xấu, nhiều tiền án tiền sự.